Gam màu trắng ánh ngọc trai bóng nhẹ dưới ánh sáng mang lại cho chị em sự thu hút mà không quá nổi bật. Thiết kế đề cao sự đơn giản mà tinh tế, phong váy suông trẻ trung. Phần một bên tay và thân dưới váy được thêu nổi họa tiết hoa lá siêu nữ tính, hình thêu tỉ mỉ xịn sò, đính đá sáng bóng tăng vẻ cao cấp cho sản phẩm. Váy chất vít cô dày dặn mặc chuẩn phong dáng. Độ dài váy trên gối thanh lịch, mặc đi chơi đi tiệc hay đi làm đều ok nha. Nền váy chất liệu vít cô cao cấp. Ưu điểm của chất vải này là sự cứng cáp chuẩn phong dáng. Váy có hai lớp dày dặn và khóa kéo sau lưng xịn sò. Đôi cao cấp và một chiếc túi xinh màu trắng để hài hòa với chiếc váy là chị em thử yên tâm diện đi tiệc trong diện mạo cuốn hút. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mẫu thiết kế thời trang mới nhất nha.